Thế sau đó thì mình gặp chồng mình thì may mắn là chồng mình cũng rất là thương mình và thấy mình gặp khó khăn trong cái vấn đề mà làm giấy tờ bên đây, vấn đề làm giấy tờ bên đây cực kỳ phức tạp luôn đó các bạn. Bonjour, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày ngày cuối cùng của tháng 7, ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7 nên là hai vợ chồng thì vừa mới đi xem phim về buổi chiều, thì lâu lâu rồi mới đi xem phim một lần. Bởi vì là hôm nay là ngày cuối cùng của tháng nên là chồng mình sẽ được nghỉ gần như là một tháng, 3-4 tuần đến hết gần hết tháng 8 mới phải đi làm cơ. Được nghỉ nên là chồng mình đã, cái người chủ tiệm á, người ta đã cho hai vợ chồng rất là nhiều những cái giống như là kiểu quà cuối tháng, quà nghỉ hè á. Đó. Thì họ đã cho mình rất là nhiều đồ ăn để mà mang về hai vợ chồng ăn với nhau cuối tuần. Thì đây mình cho mọi người xem họ cho những cái gì nhá. Đây. Họ cho hai vợ chồng mình là đây là mấy cái kiểu như là cái xiên thịt để mà ăn ăn nướng, ăn barbecue á. Bây giờ mình sẽ cho ra cái đĩa. Trông nhìn thế này thì nó không được đẹp lắm nên là mình sẽ cho ra cái đĩa. Rất là ngon luôn. Đây là thịt. Mon amour, ça c'est du porc. Đây là thịt lợn. À, họ cho hai túi, một cái hai món, một cái là thịt lợn và một cái là thịt bò. Bây giờ mình sẽ bỏ ra đĩa. Thì đây họ còn cho mình cả cái salad. Hôm qua mình ăn thử cái salad này rồi, khá là ngon luôn. Mà mình cũng không biết làm nào. Hôm nào mình phải hỏi chồng mình cái cách làm cái salad này. Nó béo béo ngại ngại. Xong bên trong có cà chua này, có kiểu như là dưa muối các thứ, ngon lắm, trộn với phô mai rồi các thứ, khá là ngon luôn. Mình không biết là cái món này tên là gì nữa luôn, nhưng mà ngon, rất là ngon luôn. Lúc đầu sang đây ấy, thì mình không có biết ăn phô mai, không có biết ăn chocola phô mai đâu. Thế xong ở đây cứ mỗi lần chồng mình ăn mình xin có một tí thôi, mình ăn thử thôi. Thế bây giờ là thích luôn, nghiện luôn. Đây thì họ cho mình thêm cả hai cái xiên xiên thịt bò nữa. Một cái xiên thịt bò. Mon amour, aidez-moi, s'il te plaît. Bây giờ thì chồng mình đang cơ chuẩn bị bếp nướng. Sau đó thì hai vợ chồng sẽ ăn nướng ở ngoài vườn luôn. Thôi, bây giờ là 7 giờ tối ở bên Pháp. Thời tiết vẫn rất là đẹp, mát mẻ luôn. Thời tiết bên đây hôm nay cuối tháng 7 rồi mà chỉ có 25 độ. 25 độ, 25-26 độ, mát lắm, thời tiết mát mẻ lắm. Chúng mình thì đã chuẩn bị cái bàn để hai vợ chồng ăn. Nhìn mấy xiên thịt này thôi mà hai vợ chồng ăn chắc không hết đâu. Nhiều lắm luôn đấy. Đây nè. Phải đến 6 xiên thịt lợn. Một xiên, 6-7 xiên thịt lợn á. Một cái xiên thịt bò. Nhiều lắm, lại còn ăn cùng với salad nữa. Chồng mình còn trêu mình lấy cái keng gắp vào người mình nữa. Ali. Đó, bên đây thì mình không biết là cái chai kia là cái chai kiểu như là chai dầu ấy, mà để mà đốt nướng ăn ấy, chỉ cần cho cái đấy vào trong than. Trời, cái xe nó ồn quá trời luôn. Đó, cho cái nước như kiểu dầu á vào trong than, sau đó thì nồi lửa lên. Rất là đơn giản luôn, nồi lửa rất là đơn giản luôn. Très bien. Mình không biết là cái chai này nó là cái chai dung dịch gì, nhưng mà để ăn ấy, để ăn nướng ấy. Đó, ở đây người ta ấy nè, đây nè, cái nước để mà nồi lửa lên, mùi nó cũng như kiểu mùi dầu ấy. Ừ, nó hơi hơi có mùi dầu nhưng mà
Cái này dùng để nướng đồ ăn barbecue. Đây nè, barbecue. Cái này dùng để nướng để ăn, nó không, mình nghĩ là nó sẽ không có độc hại bằng những cái dầu kia. Chỉ cần đổ cái này vào thôi, xong rồi là đổ vào than ấy, đổ vào cái than hoa này, xong nồi lửa lên, thế là xong. Chả cần phải nhóm rồi mồi lửa này kia các thứ phức tạp đâu. Cái này lửa lên luôn, để đây một lúc gió mát lắm. Mình đang không biết cái chỗ này mình trồng cái gì, tại vì cái này á mưa nhiều xong rồi là nó bị đổi màu, nó bị rêu, nó bám á, mà rửa nó không có sạch. Đây là cái salad mà chủ của chồng mình anh ấy cho làm quà, kiểu quà để mà nghỉ hè ấy, kiểu như thế, kiểu mà quà nghỉ hè đó. Cho đồ ăn với cả salad. Il s'appelle comment? Je sais pas. Piémontaise. Quoi? Piémontaise. Piémontaise. Mình không biết là món gì nhưng mình chỉ gọi là món salad thôi. Bên trong đây thì nó có cái dưa này. Đây là cái này là cái kiểu dưa bao tử này. Đó, dưa bao tử cho vào đây thì ăn nó giòn 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 giòn. Xong cái này là cà chua này. Đó, cà chua này, có cả trứng này. Đây này, đây là trứng này, cái lòng trắng trứng này. Lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng này. Kem này. Cái này là jambon. Jambon thịt lợn á. Thịt lợn mà kiểu người ta làm thành jambon á. Mình cũng không biết là nó làm kiểu gì luôn. Đây là trứng này. Đó, mà người ta trộn kiểu gì salad. Ăn khá là ngon luôn. Nhìn thì nhìn thì nó hơi không được đẹp nhưng mà ăn thì rất là ngon. Bây giờ thì hai vợ chồng sẽ ăn ăn cái món khai vị này trước, ăn cái món salad khai vị này trước. Mời tất cả mọi người nha. Ăn khai vị mà anh ấy cho mình nhiều quá. Cái này tí nữa ăn món chính chắc là no bụng luôn rồi. Ngon lắm. Nó béo béo ngậy ngậy. Không mà dưa giòn giòn sật sật bên trong, không béo béo ngậy ngậy của trứng với cả kem. Mình cực kỳ thích ăn cà chua bên đây, cà chua bên đây ngon lắm. Ở Việt Nam mà cà chua mình toàn là nấu lên ấy, nấu rang thịt rồi làm sốt cà chua. Bên đây là cà chua ăn sống ngon cực. Ở bên đây á thì một năm các bạn sẽ có một kỳ nghỉ, kỳ nghỉ va cong, kỳ nghỉ giống như ở Việt Nam là nghỉ hè đó. Thì ở Việt Nam là nghỉ hè từ như ngày xưa mình dạy ở trường mầm non ấy, thì làm hết tháng 5. Có nghĩa là hết ngày 31 tháng 5 thì là nghỉ hè, nghỉ hè cho đến tháng 8 là sẽ đi học hè. Ở Việt Nam là sẽ được nghỉ hè 2 tháng. Thì ở bên đây thì nghỉ hè 2 tháng đấy là đúng rồi, cả người lớn, cả giáo viên và cả trẻ em đều được nghỉ hè 2 tháng ở Việt Nam. Thì sang đây á, mọi người cũng được nghỉ hè như thế, nhưng mà mọi người thì sẽ chia ra, chia cái kỳ nghỉ hè ra, không nghỉ cùng một lúc. Nhưng mà ở bên đây thì các bạn đi làm ấy, thì một năm thì các bạn sẽ được 1 tháng, 1 tháng 30 ngày nghỉ hè. Lần trước thì mình nhớ là mình cũng đã nói với các bạn là ở bên đây là một năm là các bạn sẽ được kiểu như tháng thứ 13 ấy, kiểu như đi làm thì sẽ được tháng thứ 13 ấy. Thì bên đây cũng vậy. Bên đây một năm các bạn đi làm thì các bạn sẽ được một tháng nghỉ hè. Thì các bạn sẽ yêu cầu với người chủ ấy, mình muốn nghỉ tháng nào. Ví dụ có người thì ví dụ làm tự do, làm kiểu làm ở ngoài, không phải làm trong một cái công ty lớn ấy, thì các bạn có thể yêu cầu là mình nghỉ một tuần tháng này, một tuần tháng sau, một tuần tháng 6, một tuần tháng 7 chẳng hạn thế. Thì các bạn có thể chia ra các bạn nghỉ chứ không cần phải nghỉ tất cả. Ví dụ không cần phải là nghỉ cả một tháng 8 hoặc là cả một tháng 7 mà nghỉ chia ra. Nhưng mà cái tháng nào mà làm mệt quá hay như thế nào thì các bạn có thể yêu cầu trước. Yêu cầu trước với cái người chủ để người ta sắp xếp công việc cho mình. Thì bên đây thì như chồng mình là có nghĩa là hầu như tháng 8 bên đây là ai cũng đi đi chơi hết, bởi vì thời tiết bên đây tháng 8 rất là đẹp. Trời nó không quá lạnh mà nó không quá là nóng bức khó chịu oi bức, nó rất là mát mẻ. Bởi vì tất cả rất là nhiều các công ty ở bên đây thì họ cũng sẽ đóng cửa vào tháng 8. Họ sẽ đóng cửa và họ không làm việc vào tháng 8 nên hầu như tháng 8 là rất là vắng. Ở trong Paris tháng 8 rất là vắng bởi vì họ sẽ đi về những cái vùng biển để họ du lịch.
Nên là tháng 8 ở đây là hầu như là không có người nữa. Đi hết rồi. Đi hết đến xuống những cái vùng miền Nam nước Pháp, vùng biển để du lịch, để nghỉ dưỡng sau một cái thời gian làm việc khá là mệt mỏi. Rồi là bên đây là họ đi chơi nhiều lắm. Hầu như là như chồng mình là từ bé là mình nghe chồng mình kể là hầu như là bé tí là hầu như lúc nào là cứ đến mùa hè là bố mẹ là sẽ cho đi chơi, không cần biết là đi chơi xa đi chơi gần nhưng kiểu gì là cũng sẽ được đi chơi, kiểu đi du lịch vài ngày kiểu như thế đó, để thay đổi không khí. Sinh viên ở Việt Nam sang đây thì nghỉ hè thì đi làm để kiếm thêm tiền đó, nghỉ hè đi làm thì kiếm thêm tiền để mà đi chơi với bạn bè, được đi ăn nhà hàng này kia thứ, chứ nghỉ hè bên đây thì làm gì có tiền đâu mà đi chơi. Chồng mình anh ấy đang cứ bắt đầu nướng cái xiên thịt. Rất là thơm luôn ấy. Mình đứng ra đây không phải nó khói lắm. Trời ơi thơm nức mũi luôn. Bên đây họ sẽ kiểu xiên vào những cái que như thế này, xong họ bán sẵn trong siêu thị ấy. Thì chồng mình làm nghề nghiệp là chồng mình là làm ở trong những cái siêu thị ấy, bán về những cái thịt như thế này này. Thì đấy là công việc của chồng mình. Nên là khi mà được nghỉ ấy là chủ sẽ cho những cái quà này để về hai vợ chồng ăn với nhau rồi gia đình ăn kiểu quà nghỉ hè đó. Giống như ở Việt Nam là kiểu được quà nghỉ hè, quà Tết ấy. Đấy, kiểu vậy đó. Cũng khá là hay, tình cảm. Hai vợ chồng là thích đi ra ngoài ăn nướng. Hầu như là cứ cuối tuần nào mùa hè là trời cứ nắng đẹp như này là hầu như là tuần nào cũng ra ngoài ăn nướng với nhau. Không đi sang nhà bố mẹ thì cũng ở nhà ăn nướng. Hai vợ chồng tự nướng với nhau. Trời ơi, mấy cái cây hoa hồng của mình đẹp chưa kìa. Này, cho mọi người xem. Vẫn đang ra hoa, cái cây này. Cây thì bé tí xíu bằng ngón tay mình thôi mà nó ra hoa đẹp chưa? Mọi người thấy không? Trời ơi, cái bông hoa bé tí luôn. Mình nghĩ là năm sau nó sẽ cao lắm. Lúc đầu cái cây này cũng thế nè. Lúc đầu cái cây này cũng chỉ bé tí như thế thôi. Xong bây giờ nó cao lên. Năm nay là nó bị bệnh ấy, bị sâu bệnh rất là nhiều nên là nó không có ra nhiều hoa lắm. Bây giờ nó vẫn đang cơ lên nụ này. Đó, bông này lở đẹp chưa? Nè. Bông trắng này đẹp nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì năm nay là bị mất mùa cái cây này năm ngoái đẹp lắm mọi người ạ. Trời ơi, nhà mình là gần cái chỗ sân bay á, nên là máy bay cứ bay qua ầm ầm kêu ù ù luôn á. Ngon quá trời luôn. Trời ơi, chắc là mình nghĩ là mình chỉ ăn được một xiên là đã no lắm rồi. Chứ ăn hai xiên thì rất là no luôn. Buổi tối 8 giờ tối rồi đấy. Vậy đâu, 7 giờ tối, 7 giờ hơn rồi nè. 7 giờ hơn rồi. À? Où bah, c'est toujours sur le 9 télé. Ah ouais, ça c'est bougie. Ouais, c'est une bougie. C'est Vanessa qui avait donné ça. Ah ouais. Jamais utilisé. Chồng mình anh ấy bảo là ngày xưa có một người cousine tặng cho anh ấy cái hộp nến thơm mà anh ấy chưa bao giờ sử dụng cả. Chắc là mình sẽ đốt nến lên cho thơm. Hai vợ chồng ngồi ngoài vườn đốt nến ăn barbecue. C'est gros, hein? Non, c'est pas grave, on s'en fiche. Tu peux faire? Tu peux faire? Vị gì không biết, mùi mùi vanille hay sao? Không biết là cái mùi gì. Citron có nghĩa là mùi chanh. Mùi chanh để đuổi muỗi, ở đây có ghi nè. C'est contre les moustiques. Ah ouais. Mùi chanh để mà đuổi muỗi, nến này vừa có mùi thơm của chanh mà lại đuổi muỗi. Mình ngửi thử xem nào. Ôi dồi ôi, một con muỗi là chết luôn trong đây rồi nè. Hay phết.
nến thơm mà lại đuổi muỗi nữa. Nhưng mà ngoài đây gió to lắm, mình không biết là cái cây nến này có sống nổi không. Bây giờ mình ngồi mình chờ chồng mình nướng xong, ngồi tâm sự với các bạn. Thế là cái đợt mới sang đó, đợt mới sang xong rồi đi học thì sáng thì đi học. Đúng rồi, sáng thì 9 giờ sáng là đi học đến 12 giờ trưa thì đi đến chỗ làm, bởi vì sinh viên thì chỉ được làm 20 giờ một tuần thôi, thế là đi làm có một nửa buổi chiều thôi thì họ cũng chỉ trả lương cho mình theo số giờ thôi, mình làm bao nhiêu giờ thì họ trả lương như thế. Thì lúc mà mình mới sang á, của cái máy bay nó bay ở trên đầu mình ầm ầm luôn, mọi người có nghe thấy không? Nhà gần sân bay á. Nói chuyện tiếp, thế cái lúc mà mình mới sang á thì đi làm bao nhiêu giờ thì họ trả bấy nhiêu tiền lương cho mình, mà đợt mới sang thì mình đâu có biết làm móng đâu, thì mình phải đi học vừa làm thì cái tiền lương lúc đó ấy, thì chỉ đủ để mà chi trả tiền tiền thuê nhà này, tiền thuê nhà, tiền tiền ăn hàng ngày á, có nghĩa là rất là tiết kiệm thì mới đủ để mà chi trả tiền ăn tiền nhà, bởi vì tiền nhà bên đây cũng rất là đắt. Xong tiền ăn thì lúc đấy là mình cũng ở chung với các bạn ở Việt Nam á, thế nên là cũng kiểu chia nhau ra ấy. Chia nhau ra thì nó đỡ tiền hơn. Thì lúc mới sang đó thì một năm đầu tiên là mình chưa có quen cuộc sống, bởi vì một năm đầu tiên là hầu như là chỉ có sáng đi học, sáng ngủ dậy là đi đến trường đi học. Xong rồi là chiều về là ăn vội vàng, trưa ấy là ăn vội vàng, ngồi ở đâu đó ăn chứ làm gì có chỗ đâu. Tại vì nhá, từ cái chỗ trường đi học ấy là đâu có về nhà đâu. Đi học xong rồi là đi thẳng đến chỗ làm luôn. Thì cái lúc mà mình đi xuống mà xuống tàu ấy thì có cái chỗ nào là mình ngồi tạm ở đấy mình ăn. Thì mình ngồi tạm ở đấy mình ăn nhanh lắm. Ăn kiểu như là ăn bánh mì hoặc là ăn cái cơm mà sáng mình mang ly á, nó vẫn còn ấm. Bên đây là mình cứ cho vào một cái túi mà túi giữ nhiệt ấy. Thế xong rồi là hộp cơm là trộn sẵn rồi, đến là chỉ có xúc ăn thôi. Cứ ăn xong nhanh còn đi làm. Thế là lúc đấy mới sang thì mình đâu có, bố mẹ thì đâu có gửi tiền hay là trợ cấp gì ở Việt Nam sang để mà tiêu đâu, đâu dám tiêu xài đâu. Làm là chỉ có đủ tiền để mà trả tiền nhà và tiền ăn cho bản thân mình thôi. Còn đâu năm sau ấy là bắt đầu cố gắng hơn để mà tiết kiệm hơn nữa, để mà có tiền để đóng tiền học cho cái năm sau nữa. Chứ bố mẹ mình ở Việt Nam thì còn hai em nữa cơ, thế nên là không thể nào mà trợ cấp. Cái tiền học bên đây cũng khá là cao, nên là mình không thể xin bố mẹ thêm nữa. Thế sau đó thì mình gặp chồng mình thì may mắn là chồng mình cũng rất là thương mình và thấy mình gặp khó khăn trong cái vấn đề mà làm giấy tờ bên đây. Vấn đề làm giấy tờ bên đây cực kỳ phức tạp luôn đó các bạn, cực kỳ mệt mỏi luôn. Thế nên là bởi vì làm sinh viên thì chỉ được làm 20 giờ thôi, nên là chồng mình quyết định là kết hôn với mình, quyết định là cầu hôn mình và hai vợ chồng như thế là phấn đấu làm ăn. Thế là mình không có phải đi làm 20 giờ nữa. Bởi vì khi là mình kết hôn với chồng mình rồi thì mình có giấy tờ ở bên đây thì mình sẽ được đi làm như người bình thường ở bên đây, đi làm 35-39 giờ một tuần. Theo như quy định của nhà nước là bên đây là mình chỉ được đi làm 35-39 giờ một tuần, không được đi làm quá. Bởi vì lấy làm quá thì gần như là kiểu như là không có thời gian làm cái gì hết á. Thế nên là bây giờ thì mình có giấy tờ thì nó sẽ ổn định hơn. Và từ cái lúc mà chồng mình làm giấy tờ cho mình xong á, thì mình đi làm, mình cứ đi làm thôi. Thì lúc đấy là mình mới có một chút để mà để ra. Thì nhiều bạn cứ hỏi mình là làm nail bên đây có nhiều tiền không. Thì cái đấy là phải làm theo giờ mà. Các bạn làm càng nhiều thì các bạn sẽ được nhiều tiền. Các bạn làm ít thì các bạn sẽ được ít tiền. Rồi tay nghề của các bạn cao thì các bạn sẽ được nhiều tiền hơn. Các bạn biết nối mi này, biết về những cái làm đẹp da mặt, rồi là làm xăm môi, xăm mắt, xăm mày. Những cái đấy thì những cái mà về xăm môi, xăm mắt đấy, thì cái đấy thì các bạn cần phải đi học thêm một cái bằng.
để mà phải có chứng chỉ, có bằng thì các bạn mới có thể đi đi làm ở bên đây về những cái đấy, bởi vì những cái đấy nó sẽ cần đến kỹ thuật và gây gây tê rồi về hóa chất nữa, nên cái đấy thì cần bằng. Còn đâu bằng neo thì có nghĩa là neo thì cũng cần bằng, không 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 bắt buộc như là làm mi, là làm mắt, làm lông mày, làm môi như là xăm. Chồng mình đang nướng xong rồi, ngon chưa? Wow. Mời mọi người nha. Tu veux un peu bœuf? Ouais, un peu. Pour moitié. Deux, c'est bon. Je pourrais mettre ça en trois. C'est bon, c'est bon. Merci. Ui, ngon quá mọi người ơi. Rồi bên đây á, mình ở Việt Nam thì các bạn cứ thích ăn là ăn có một chút mỡ. Merde. Thịt là nó phải có kiểu như là thịt ba chỉ ấy, có mỡ. Thì thịt ba chỉ ở Việt Nam mình thì đắt, còn thịt ba chỉ ở bên đây rất là rẻ luôn các bạn ạ. Thịt ba chỉ bên đây rẻ bèo luôn ấy, cực kỳ là rẻ luôn. Thịt ba chỉ là rẻ nhất. Thịt mà thịt thịt như kiểu thịt nó gọi là thịt filet mignon, nó gọi là cái thịt như kiểu thịt nạc ấy, thịt nạc mà dành cho bà đẻ đó, bà đẻ ăn mà hấp đấy, có nghĩa là không có mỡ đấy, mấy cái thịt nạc đấy thì đắt. Thế là bên đây này các bạn nhìn này, rõ là một thiên thịt nhưng mà không có mỡ, toàn là thịt nạc không thôi, toàn là cái phần thịt nạc á. Mà ăn thịt nạc thì sẽ bị khô, nên là họ khi mà họ tẩm ướp ấy, mình thấy họ cũng cho dầu ăn ở bên ngoài để nó không bị khô mà bị cháy á. Và thịt ở bên đây á, khi các bạn nướng và các bạn ăn á, thì là ăn tươi và nó không quá chín, bởi vì chín nó sẽ rất là khô, nên là hầu như thịt là ăn sẽ còn một chút máu. Trời ơi, nó cứng quá. Tu veux manger un peu salade? Il y a la salade de ce midi. Oui. Je vais te la chercher. Merci. Nó cứng quá trời luôn. Các bạn nhìn nè, cái miếng thịt là nó còn máu, chứ nó không có chín quắt chín như kiểu ở Việt Nam đâu. Nó còn nguyên máu luôn nè. Đó, nó còn đỏ máu luôn. Nhưng mà thịt ở bên đây ăn thì rất là an toàn, nên là ăn nó hơi tái tái như này vẫn còn rất là ngon. Nó không có bị đau bụng đâu. Nhà mình rất là thích ăn như này thì nó có mềm. Thịt nó rất là mềm, nó không bị khô. Voilà, c'est bon, hein? C'est bon? Ça va, c'est pas trop cuit le porc, c'est bon, pas trop sec? Non, non, c'est bon. Chồng mình anh đang hỏi là cái thịt, ouais, thịt lợn em ăn có thấy bị khô quá không, bởi vì toàn là thịt nạc không thôi, mình ở bình thường không khô mấy đâu. Mềm lắm. Chồng mình nghĩ là bị khô, nó không khô. Thịt họ tẩm ướp vừa hết rồi, chỉ việc nướng ăn nó vừa miệng hết rồi, không cần phải cho thêm sốt gì hết á. Ça pique un peu le bœuf, non? Un peu. Mais ça va. J'aime bien. Không biết là họ ướp mấy cái gì mà hơi cay cay. Đó. Cay cay. Chua ngọt. Chồng mình ấy thì anh ấy muốn dẫn mình đi đến cái chợ Gangrit mà trước á. Lần trước là mình đã dẫn mọi người đi đó. Thì cái chợ đầu mối đấy á, mình sẽ đi đến ví dụ mùa hè này, một năm mình sẽ đi khoảng 1 đến 2 lần. Mình sẽ đi đến mình mua thịt rồi mua cá, mua tôm ấy, mình mua xong rồi mình để vào trong tủ lạnh ngăn đá. Nhà mình có cái tủ lạnh ngăn đá to ấy, thì mình để hết ở đấy. Bởi vì mình không có thời gian đi chợ nhiều và cũng không tiện ấy, chợ nó không có tiện như ở Việt Nam là mà chợ ở bên đây ấy. Cũng như là lúc mà đầu tuần sẽ rất là tươi ngon, nhưng mà cuối tuần thì hầu như là họ sẽ đến đâu là họ bán hết đến đấy. Cái nào mà là trong một tuần mà không bán hết là họ cũng bỏ, nên là mình sẽ đi mua sẵn ở cái chợ đó, xong rồi mình để vào trong tủ lạnh ngăn đá. Lúc nào cần một cái là mình lấy ra mình nấu luôn, chứ còn đâu không phải lúc nào bên đây cũng có thời gian để mà đi chợ. Lúc mà tối
tối đi làm về, 7-8 giờ tối đi làm về á, mà còn đi chợ nữa thì bao giờ mới nấu được mà ăn. Mình mua sẵn, mình để trong tủ ngăn đá. Nếu mà mình đi chợ là mình chỉ có mua thêm rau thôi, mình mua thêm rau với cả trái cây thôi. Còn đâu thịt rồi cá rồi tôm á, thì mình sẽ mua ở cái chợ đầu mối đấy. Mà chợ đầu mối đấy là mình mua lúc nó còn tươi ngon, và họ sẽ giữ được cái độ tươi ngon của cá của thịt á. Nên là mình để vào, mình mua về mình giữ được lạnh á, mình để vào trong tủ lạnh ngăn đá là nó còn nguyên chất, còn nguyên tươi ngon luôn. Như thế thì mình sẽ không mất công là đi chợ nhiều. Trong mình bảo là hôm nay khá là yên tĩnh, hàng xóm là đi chơi hết rồi. Hầu như hàng xóm nhà mình là đi nghỉ mát hết rồi, không còn ai ở nhà hết. Thì năm nay á, thì mình có kế hoạch là mình sẽ đi về Việt Nam, thì nên là mình không có đi chơi. Mình đi chơi đợt tháng 2 rồi nên là mình không muốn đi chơi. Chồng mình thì anh ấy sẽ cái chỗ làm của anh ấy thì họ sẽ cho cả tiệm luôn. Cả một cái tiệm đó là sẽ nghỉ vào tháng 2, 2 tuần của tháng 2 và 3 tuần của tháng 8. Năm nào cũng như vậy, và khi mà nhân viên nghỉ thì chủ cũng nghỉ và đóng cửa tiệm luôn. Nên bên đây là được cái là họ sẽ nghỉ cả tiệm như thế luôn. Kể cả những người làm ở trong công ty, nếu mà cái công việc mà nó không quan trọng ấy, thì làm họ cũng sẽ đóng cửa công ty để mà cho nhân viên nghỉ. Và nhiều chỗ là họ sẽ bắt ép nhân viên là phải nghỉ vào tháng 8. Đó, như chồng mình là bắt buộc phải nghỉ vào tháng 8 và tháng 2. Năm nào cũng như thế. Tùy chỗ, tùy công ty và tùy chỗ làm. Nhưng đa số là hầu hết là sẽ nghỉ vào tháng 8. Mình thì năm nay mình sẽ lấy cái kỳ nghỉ muộn hơn, thì kỳ nghỉ đấy mình sẽ lấy để mình đi về Việt Nam, nên là tháng này mình vẫn sẽ đi làm, nên là không có đi chơi, không có du lịch, mà mình sẽ về Việt Nam đi du lịch, nhớ quê hương, nhớ mọi người, nhớ bố mẹ. Bởi vì mấy năm ở bên đây á, dịch bệnh á, không có về được á, nên là nhớ nhà lắm. Bữa tối mà ăn thịt với cả salad như này mình nghĩ là chắc là không béo đâu, tại vì hai vợ chồng bây giờ đang tăng cân nhiều quá, nên là đang muốn giảm cân. Thịt mà toàn thịt nạc thôi, không có mỡ, nên là mình nghĩ là không béo. Mẹ không có tinh bột nữa, thì có salad. Thì năm nay hai vợ chồng không có đi chơi xa, không có đi chơi kỳ nghỉ á, thì chồng mình thì ở nhà sửa lại mấy cái ở dưới tầng hầm á, sửa lại sơn tường rồi sửa lại, rồi bên trong nhà mình cũng thế, mua sắm. Non, merci, tu prends. Tu veux emmener le cerise? Oui. Dans le feu. Tu finis pas le bœuf? Oui, j'avais dit. Thì chồng mình sẽ sửa lại cái tầng hầm đó, rồi là mua thêm một vài cái kệ để mà để những cái đồ vào cho nó gọn gàng. Rồi sơn lại cái tường, nó bị bong chóc ra rồi, bây giờ sơn lại. Rồi mua thêm một vài đồ nữa, sửa soạn ở bên trong nhà của mình. Mỗi năm ở bên đây mình với chồng mình thì cứ làm được tiền thì mỗi năm là mình sẽ sửa một chút, làm được một chút rồi lại sửa một chút. Đó, chứ không có, hai vợ chồng còn trẻ mà, nên là không có làm mọi thứ xong một lúc luôn, mỗi năm mình sửa một chút. Kế hoạch của cái kỳ nghỉ hè của hai vợ chồng là như thế. Mình thì mình vẫn đi làm, nhưng mà mình làm có 39 giờ một tuần. 39 giờ một tuần. Nên là một tuần là mình vẫn được nghỉ 2 ngày. Mình nghỉ chủ nhật và thứ hai. Nên là 2 ngày đấy là hai vợ chồng sẽ đi mua cùng nhau, đi mua đồ cùng nhau, rồi có thể đi chơi một vài chỗ, nhưng mà gần nhà thôi, không có đi xa. Đó. Cái nhiều người ta là người ta sẽ đi cả tuần, có những người người ta đi cả tháng luôn á. Có người là người ta đi cả tháng 7 hoặc cả tháng 8, người ta sẽ dùng nguyên cả một cái tháng người ta đi nước ngoài, đi du lịch xa. Taxi. Đồ sơ cái màu này ngon chưa? Mọi người nhìn này. Nó đen, bên đen bóng luôn mà cái quả nó to ngon rồi, ngon luôn á. Năm nay thì mình thấy sơ y thì không được mùa như là năm ngoái.
Năm ngoái thì mình thấy là cái quả nó còn to hơn, năm nay thì cũng ngon đấy, nhưng mà không có ngon bằng mọi năm mình thấy ngon hơn. Mà quả đen nhìn thích nhỉ. Nhìn cái đĩa sơ ghi là thì muốn ăn không. Mình để vào trong tủ lạnh nó mát, bây giờ ăn không? Ăn xong món trắng miệng. Chồng mình ăn xong mà anh ăn một cái kem. Đấy, ngày nghỉ ngày cuối tuần nó diễn ra nó nhẹ nhàng lắm. Sáng ngủ dậy rồi dọn dẹp nhà cửa rồi làm một vài thứ, sau đó thì ăn trưa, nghỉ trưa xong là buổi chiều thì đi xem phim. Buổi chiều thì đi xem phim, xong rồi là về đi xem phim đến 7 giờ tối là về nhà, là hai vợ chồng ra ăn nướng với nhau. Cảm thấy nó bình yên mà nó đơn giản, mỗi cái ngày nó trôi qua rất là nhẹ nhàng luôn. Ở Việt Nam mà có xe máy á, phóng đi vào vèo vèo vèo. Bên gì vậy? Oh la la. Cần pas se tromper. Tu vois? Trop bon. C'est dommage, c'est pas trop frais. Chồng mình thì ăn kem. Còn mình thì ăn xôi. Ngọt. Cái quả mà nó đen như này rất là ngọt luôn. Quả mà nó non, nó đỏ ấy, nó còn đỏ ấy, thì nó sẽ không ngọt bằng cái quả đen xì này. Vậy là cả hai vợ chồng thì cũng không ăn hết được. Mình ăn hết chưa nổi một cái xiên thịt đó. Một ngày trôi qua rất là nhẹ nhàng, vui vẻ. Thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ ủng hộ cho kênh Cuộc Sống Pháp và Trần Phương nhé. Merci beaucoup. Au revoir. Một lần nữa chỉ là ta. Au revoir. Au revoir. Tạm biệt tất cả mọi người.